nhà thờ hả? Ừ. Nhưng mà nó thuộc Long Thọ B mà phải không cô? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ủa cô ở đâu ra bán hả? Cô ở trên số 1 Long Thọ. À. Ủa thường mình bán nó khoảng mấy giờ mới xong cô? Cái này. Tới 8 giờ. 8 giờ tối hả? 8 giờ tối mà vẫn còn bán. Đóng quà, đóng quà vậy. Dạ, vì mình nhóm họp khoảng mấy giờ cô hát cái này? Nhóm họp có người đi shop. Cô thì đi đưa đi shop. À là mấy giờ là cô qua chân ra rồi? Cô hả? Cô 1 giờ tới đây rồi. Cô đi bay vòng thế. Sớm không hay là sớm. À, bán tới khoảng mấy giờ lăng anh? À, bán tới 6 giờ. À 6 giờ là mình về rồi hả? Em cảm ơn. Rau, bán rau. Không mà ở đâu ra bán? Gần đây không? Ở gần cầu bóng đây nè. À dạ, dạ dạ. Bán được không anh? Nói chung là cũng bán lai gai hả? À lai gai thôi. Vậy khoảng bán đó. Cũng không có đắt gì bán lai gai vậy đó. À dạ. Nói chung cái chợ này chợ nhỏ mình thấy người ta bán mình lợi, thấy vui bán chứ nói chung là lợi ít ha. Rồi chú dạ. Thích chụp hình này giá cứ dạ. Dạ cái này có ốp cho bác ở xa coi bác ơi. À ở xa coi gì. Bác ở xa coi hả? Dạ có nghĩa là ốc YouTube á anh. YouTube á? Dạ. Ở đâu chụp lên YouTube hả gì? Dạ. Chụp lên YouTube hả gì ha là chụp để nhận coi. Không cái này lên mạng. Chứ phải lên mạng đi. Lên mạng. Mạng ơi. Dạ. Có đẹp đẽ gì đâu. Chụp cái giờ đẹp đẽ không biết chết. Không có cái này mình. Đẹp chưa? Chụp cái này mới đẹp mắt nè, chụp ơi, chụp một cái đi. Chụp ngon lành một cái đi. Ừ, đó. Dạ, cảm ơn cô. Ủa, cái này cô bán nó khoảng mấy giờ cũng mới về. Ê, chụp cái xe cũng không coi, cho bác tức ơi. Dạ, bây giờ mới về. Chụp ra, chụp. Bây giờ mới về. Bà chụp rồi đem hành lại cho tôi coi nha. Cái này quay qua, đâu có chụp. Quay vô mà không có chụp. Dạ. Được không chị?
con quay con vịt. Tao quay gửi cho cô bác ở xa coi. Dạ. Cái này quay up vô YouTube à. Dạ. Quay vai trước mặt rồi quá. Quay trước mặt ông á. Má tới mấy giờ về chú? Đó, 6 giờ. Rồi. Cảm ơn chú. Cá lóc này là cá lóc đồng hay là cá lóc mình nuôi? Cá đồng à, cá đen lưới. À, cá đen lưới bự quá ha. Cái cá này là nhỏ rồi. Con cái bảy nữa. Wow. Bữa con cái bảy lần kia. Dạ. Rồi em cảm ơn. Bán được không cô? Bán được không? Không có hỏi bán được không? Ủa mà cô bán tới mặt mấy giờ mới về? Mới nhận lòng á. À. Cái này nhiêu? Cô quay chợ thôi à. Quay cái đi cô. Quay đi. Ồ, lâu lâu mới thấy cái này cô ơi. Đâu kỳ đi. Món đồ quê. Đây là món đồ quê. Cả trời, rau muống. Rau muống cả trời. Bông nguyên liệu. Thẹ, chị kia thẹ, rau cầm. Dạ, cô cảm ơn. Quay đi có ủng hộ mấy người này ha.
đăng hả? Dạ. Đăng. Đăng lớn mạng hả? Không có mạng cô ơi. Cho con quay cái này một cái. Ủa cô, cá này là cá gì vậy cô hả? Cá chạch. Ủa cá chạch này khác cá chạch ở chỗ con ta? Cái này cá nuôi. À cá nuôi hả cô? Dạ. Đây là cá bóng kèo đó. Đưa cỡ đây dở luôn nè. Rồi quay đi. Là cái gì vậy chị? Nó rẻ hả? À. Vậy con này mắc hơn. Quay đâu hả? Quay đi đâu rồi? Anh Đỗ Quý Vị Lâm đang đứng ở ngay kinh
đầu kinh bến đò của kinh kinh ba. Sau đây Lâm sẽ hướng về Gạch Giá quý vị, đeo quốc lộ 80. Mời quý vị cùng Lâm tham quan cái nét thay đổi trên cái quốc lộ 80 này quý vị. Thì đây là thuộc thành Đông Hoa, huyện Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Chút khi qua ở đây thì chúng ta sẽ qua bên huyện Châu Thành của huyện Châu Thành là cột bên Mông Thọ quý vị, Mông Thọ B hoặc Mông Thọ A của tất cả đều là của tỉnh Kiên Giang. Đường này hiện giờ đi xe khách lớn chạy rất là hơi ẩu. Giá cách đây khoảng 26 km thôi quý vị. Đây là giáo xứ Trung Thành nè quý vị. Bên là san sát những cái tiệm bán bán đồ ở đây, và kế đây là một cái chợ đó quý vị. Đây là chợ chiều bán ở hai bên dọc đường rất là nhiều đó quý vị. Khu vực mà vừa đi ngang là chợ Kinh Tám. Còn đây là đền Thánh.
Rạch Sỏi thì còn cách đây khoảng 18 km nữa đó quý vị. Đây là qua xã Thanh Trì của huyện Tân Hiệp đây quý vị. Một giới sứ khác quý vị. Thank you.
có hiện đang có một con đường hình thành song song với con đường này đó quý vị. Đó là đường kết nối giữa lộ tẻ với gạch sỏi đi. Sau này đường này sẽ ở phía trong thì sẽ không có còn lưu thông được nhiều nữa. Để mua số cái cú sữa. Con quay luôn cô ơi. À, bán cho con vú sữa. Vú sữa này cái nhiêu vậy cô? 5.000. Không có bớt hả? Không mua nhiều không? Nhiều không? À, mua cũng nhiều. Nhiều bớt nha. Rồi rồi. Ở này vú sữa chồng hay là cô mua? Của nhà đó. À, của nhà. Còn hết trái cây á. Dạ. Mua nhiêu ký? Mua 3 ký đi cô. Rồi, 3 ký 70 ngàn này. Rồi rồi. Em quay cái gì cho anh, mình cứ quay em lên TV nha anh. Không, cái này em up YouTube chị ơi. Là sao em không có biết? Là trên mạng á. À dạ. Dạ. Em biết anh thấy mày quay em ghê quá, anh tự quay lên TV bất cỡ lắm. Đâu có gì đâu, mình bán mình giới thiệu rồi mai mốt qua có gì người ta mua nhiều hơn đó chị. Dạ. 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 Tới nào anh mua cũng được. Tới nào anh mua được. 3 ký 70 ngàn. 3 ký 70 ngàn. Ủa cái này là mình trồng ở sau nhà hay là trồng bên kia không? À. Đi. À mai bỏ hàng quá hàng à, cho anh quảng cáo cho em nha. Dạ. Rồi chúc chị mua mai bán đất. Dạ. Tại em chạy về gạch giá rồi sẵn em mua luôn. Dạ dạ. Dạ. Cho mọi người ít. Dạ hả? Dạ. Cái này là ăn liền nha anh. Rồi rồi rồi. Cái để lâu quá. Để lâu là bị hư phải không? Dạ. 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 Chín cây hết rồi. Dạ. Anh cũng mua về cho ăn liền. Dạ. Dạ. Đi luôn chị ơi, con đi luôn. Dạ. À 3 ký chỉ có 70 ngàn thôi quý vị. Còn mua lẻ thì 1 ký 25 ngàn. À, được cho thêm nữa đó quý vị ơi. Đây là cầu số 3 nhỏ. Ở đây thì sáng Tâm có hỏi là có hai loại vú sữa, một là vú sữa tím và vú sữa trắng rồi. Không biết có còn loại nào nữa hay không. Có rất là nhiều các anh chị cô bác đang về nhà, đang về mà không biết là do đi chơi hay là
chạy về nhà không biết. Thọ còn cách đây khoảng 2 km nữa. Đây là hãng nước mắm Hương Giang, cũng là một trong những hãng nước mắm cũng có tiếng ở Kiên Giang đó quý vị, cùng với Cải Hoàng rồi Cải Hoàng ở Phú Quốc, Tư Lò ở Phú Quốc, Thiên Hương, Hồng Phước của Kiên Giang là một trong những cái hãng nước mắm mà ở Kiên Giang này rất là được ưa chuộng đó quý vị.
giáo xứ Bình An. Đúng rồi. Xa xa là chợ Mông Thọ đó quý vị. Đây là chợ số 1 Mông Thọ.
Rạch Sỏi còn cách đây khoảng 9 km thôi quý vị. Bánh này Nhật Hương nè quý vị. Tiền thân của đó là hãng nước mắm Thiên Hương nữa quý vị. Chúng ta tới xã Bắc Thọ B đó quý vị. Cầu Trung Sư, cầu này mới xây dựng lại nè quý vị. Trước đó là một cái cầu nhỏ thôi.
họ B đó quý vị. Đây là chợ nhóm họp ở hai bên chỗ Mông Thọ B nè.